ế tố cáo ứng dụng fastgo lừa mua xe chỉ ít ngày sau khi khởi kiện ba tài xế hãng gọi xe công nghệ fastgo cho biết sẽ xem xét việc rút đơn kiện các đối tác chạy xe của mình đại diện đơn vị này cho biết quyết định trên được đưa ra sau buổi làm việc của fastgo với ba tài xế có liên quan lý do giải thích cho hành động trên là bởi đã có những thương thảo giữa fastgo và ba tài xế nguyên nhân của những lùm xùm này bắt nguồn từ việc các tài xế cho rằng fastgo lừa mua xe khiến họ rơi vào cảnh vỡ nợ đây là những người đã tham gia vào chương trình ưu đãi mua hoặc thuê xe Nhờ sự hợp tác giữa Fastgo và một hãng sản xuất ô tô, Fastgo khi đó cam kết doanh thu cho tài xế ở mức 25 triệu một tháng, nếu không đạt sẽ hỗ trợ. Sáng 13 tháng 11, xuất hiện nhiều xe ô tô xung quanh trụ sở Fastgo, trên xe phủ kín băng rôn có nội dung tố cáo hãng gọi xe này có hành vi lừa đảo. Theo Fastgo, trong tháng 10 năm 2019, các tài xế này có tỷ lệ hoàn thành quốc khách lần lượt là 52,34%, 59,89% và 72,02% họ không đáp ứng đủ các điều kiện cam kết đặc biệt là đối với tỷ lệ hoàn thành chuyến đi chính vì vậy fastgo quyết định khởi kiện cả ba tài xế vì đã có hành động làm ảnh hưởng đến uy tín công ty sau khi ngồi vào bàn đàm phán trước những lý lẽ đưa ra từ phía fastgo các tài xế sau đó đã nhận sai xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm tại buổi làm việc fastgo đã chấp thuận lời xin lỗi và xem xét rút đơn kiện đối với các tài xế đơn vị này cũng cho biết sẽ xem xét cho các đối tác tài xế này tiếp tục tham gia chương trình hỗ trợ mua xe theo thỏa thuận trước đây